Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì trở lại với mặt hàng chậu nhựa trồng cây nhé. Em xin được giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn thì mẫu chậu lục giác. Thế hoa văn hàng đẹp. Và hôm nay thì em cũng sẽ đo chi tiết cho các anh các chị biết cái thông số của chậu nhé. Đầu tiên là cái chậu nhỏ nhất đi ạ. Nó có mã là LG280 các anh các chị nha. LG280 có đường kính là 28. Đây em đo đây. Đường kính là 28 nhé. Và cái chiều cao nó sẽ là 20. Cao là 21. Cái mẫu LG280 này sẽ có giá là 19.000 các anh các chị nha. LG280 19.000. Tiếp theo em sẽ giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu lục giác cỡ thứ hai ở trong cái video này, là cái lục 360 nha. Cái mã lục là 360 và có cái đường kính là 33. Cửa hàng vật tư nông nghiệp Thùy Nhung thì nó là ở cái quốc lộ 37 các anh các chị ạ. Nằm trên cái trục đường quốc lộ 37 nên là bên đối diện thì nó lại là cụm công nghiệp Việt Tiến của Việt Yên Bắc Giang. Nên xe container và các thể loại xe to và nặng nó chạy qua rất là nhiều, rất là ổn luôn. Thế vừa rồi cái container nó đi qua nó nhìn thấy mình đang quay nó còn tuyết thật là to. Vì là anh ấy cũng là quen. Anh ấy hay xuống vườn hồng này anh xem nên anh biết là mình đang quay video. Nên là anh ấy tít thật là to đấy ạ. Trở lại với cái mẫu chậu lục này các anh các chị nhé. Cái mẫu chậu LG360 có đường kính chậu là 33 nhé. Và cái chiều cao nó sẽ là 23. Chiều cao là 23 này. Anh các chị nha. Và cái mã LG360 này sẽ có giá là 27.000 nhé. LG360. Em sẽ giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn mẫu tiếp theo. Cái mẫu này là mẫu LG380 các anh các chị nhé. Sẽ to hơn một chút. LG380 thì có cái miệng sẽ là 38 này. Cái 36 thì nó chỉ được 33. Nhưng 38 nó lại được tận 38. Đấy. Và cái chiều cao của nó là 27 các anh các chị nhé. Cái chậu này thì được mọi người lựa chọn. Chậu này thì được mọi người lựa chọn khá là nhiều. Cho các anh chị trồng sứ này, trồng hoa hồng này, trồng các loại hoa, trồng trà, trồng đồng tiền, trồng nói chung là nó là một cái cỡ chậu khá. Mẫu mã này rất là đẹp. Mẫu chậu này nó chứa được lượng giá thể là khá nên là cái cỡ này là được mọi người lựa chọn nhiều này. Thì em bán hàng là em biết. Và cái mã LG380 này có cái rộng là 38 và cao là 27 thì có giá là 33.000 các anh các chị nhé. 33.000. Video ngắn vừa rồi thì em vừa mới giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu lục giác mà bên vật tư nông nghiệp Thùy Nhung đang cung cấp ra thị trường các anh các chị nhé.
Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn nút like, chia sẻ, comment dưới video để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển và tiếp cận được với các anh các chị nhà vườn trồng hoa, trồng cây cảnh nhiều hơn nhé. Xin chào tất cả mọi người.